Các cả em chờ kênh DHPG của Mê Anh tiếp tục với con game Hero Origin. Thì video mình sẽ dẫn anh em kỹ năng ngày 6, ngày 7 ấy. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái cơ bản sau đây. Đầu tiên là về cái sự kiện tiệc ngày lễ. Cái game này, mấy cái sự kiện ngày lễ này ấy, nó là an server ấy. Lúc đầu mấy cái sự kiện như là Galaxy ấy, mình cứ tưởng là nó theo server cơ, nhưng mà nó là liên server. Nào trong cái rô mình leo tháp có rất nhiều anh em hỏi ấy, là không có cái tượng ấy. Mình nhớ là ngày 3 anh em mới mở cái tượng. Còn về cái tiền đấy ấy, về cái vật ngữ thánh thú ấy, cái đầu tiên thì chắc anh em cũng biết đấy, nó ở trong cái tổng quan của con Alina, con bướm bên hệ mộc đấy. Để mình sẽ hướng dẫn lại nhá. Đây hệ mộc này, nó là con bướm Lena. Anh em vào cái tổng quan này rồi vào xem đấy, nếu nhớ là có trang sau không ấy. Nếu không có anh em cứ click vào trang sau nhá, mình nhớ nó ở dưới này này. Tiếp đến là cái hai ấy, cái thứ hai mình nhớ nó ở trong cái tiệm kim cương. Đây cái hai này, để mình sẽ chỉ luôn nhá. Anh em kéo xuống dưới này, đây tiệm ở dưới này, nó là cái tiệm thưởng em ơi. Mình nhớ là nó ở đây. Tiếp đến là cái thứ ba ấy, đây chồi loan nảy mầm ấy. Cái này nó phần thế giới nhá, cái này nó ghi rất kỹ em ơi. Đây em vào phần chiến dịch này, nó là cái bản đồ thế giới ấy. Mình nhớ là nó ở phần mé mé bên trái này nhá, đây, em chú ý cho mình ở đấy. Tiếp đến là về cái sự kiện tiệc ngày đấy nhá, nó là cái thí luyện thánh thụ này ấy. Cái này một ngày là sẽ có 5 người khiêu chiến, anh em dùng tướng gì là sẽ được nguy hiệu tướng đấy. Ví dụ như anh em dùng 6 con hệ thủy không, thì anh em sẽ được 6 nguy hiệu hệ thủy. Anh em dùng hai con thủy này, hai con hỏa với hai mộc thì mỗi loại sẽ được hai cái, chú ý nhá. Còn về đổi nguy hiệu anh em chú ý cho mình con Yena nhá, con này sát thủ mình hay đêm rất to luôn ấy. Lên game nó mà cho đổi phớ đi, anh em lên đổi con này nhá. Con này về sau anh em không chơi team chính, anh em cho vào team phụ cũng ok. Còn về ba con tướng này mình thấy nó hơi phèn nên bỏ qua ấy. Còn về nguyên liệu anh em đổi mắc cho mình cái vé quay phù thủy nhá. Mới ngày hôm nay mình cứ nhầm là cần lên VIP 6 hơn, nhưng không phải em ơi. Hàng này của mình mới gần lên VIP 5 thôi, tức là vẫn còn thiếu 12.000 XP nữa mới lên được VIP 6. Không biết game này nó cho cái free lên VIP 6 nhỉ. Xong từ mới béo tùy anh em chú ý cho mình cái giá cường hóa trang bị 40 đến 60 đấy. Em cứ đổi mắc cho mình hai dương này. Còn về cái nguyên liệu đá cái thưa này mình không rõ đổi gì nhỉ. Cái này thì anh em cứ thử đăng nhóm xem có anh em nào chơi game trước không. Nói tiếp một tí là trong cái tiệm này nó không có cái bình thánh thụ nhỉ. Cái bình thánh thụ nó tăng rất là nhiều chứ em ơi. Mình nhớ cái bảng xếp hạng ngày hôm nay ấy, nó được cái bình thánh thụ ấy, mình tăng rất là nhiều chiến trong đấy. Thì nó phần thánh địa tướng này, cây thế giới này, cây thánh thụ nhá, tăng rất là nhiều em ơi. Mình nhớ hôm nay tăng lên 50 nhưng là được 40k chiến phải, nói chung rất là ngon em ơi. Ở đây của mình thì hôm nay xả hết mấy cái theo giờ rồi. X đá cường hóa thứ mình xả hết sạch luôn. Lúc đầu mình còn tính tích cả tháng rồi, nhưng mà lên cao ấy map rất là khó luôn, nên mà anh em mà có tích bị kẹt thì anh em dùng mấy cái như thế giờ nhá. Đêm nay mình mới lên VIP nhưng mà chỉ là VIP 5 em ơi. Đây VIP 5 này, không hiểu vì sao mà trước mình nhìn nhầm nhỉ. Tức là hiện tại mình còn thiếu gần 12.000 nữa mới lên VIP 6, chắc phải mất tầm gần tháng em ơi, khá lâu đấy. Còn về phần kim cương ấy, anh em nông dân cứ để tầm 30k kim cương ấy, để đợi xem mấy cái sự kiện xem là cần dùng kim cương không. Anh em đừng khô máu hết vào cái tượng nhá, tượng đầu anh em cứ cho lên 2 sao là được rồi. Nếu anh em mà chưa biết lưng nào cứ lưng cái tượng hồi máu cho mình nhá, cái tượng cuối cùng ấy, và cố cho lên level 2. Tại vì anh em mà lên level 2 thì nó sẽ có thêm cái xóa yếu xấu, lên level 3 thì nó sẽ xóa ba cái yếu xấu này, rất là ngoan em ơi. Và em nhớ cho mình mấy cái code ngày ở trên fanpage nhá, mình nhớ cái code 1229 nó hết hạn rồi. Anh em mở chưa nhập thì nhập ngay mình nhá, nó chỉ có hạn trong vòng 1 tuần thôi, chú ý nhá.
Đây này của mình ngày hôm nay xả hết nguyên liệu lên được 5 triệu 3 hàng chứa này. Hôm nay mình nạp tổng là 600 minh cương ấy, thì nó tương đương với 100k. Khá căng nhở. Biết thế mình nạp luôn cái thẻ tháng 150 cao su đầu game. Còn về phần tướng mình thấy đầu game anh em nên dùng con Atu nhá. Tại vì cái con Vezorka này em dùng rất lâu luôn. Thì hiện tại mình gần lên 4 sao này. Cố gắng lên 4 sao mình lương cái trong mình riêng. Còn con Atu mình lên 7 sao rồi. Đây 7 sao một chấm này. Được cái con game này mấy con tướng thường anh em kiếm rất là nhanh. Bây giờ lại con Atul mình đang hạng 11 server này. Mình nhớ ngày mai chưa xả mình hạng tận 40 cơ. Mình xả mắc lên 11 luôn này. Và lên cao anh em chú ý thêm cho mình cái con tanker Antoi yếu ấy nhá. Hiện tại cái trận tháp mình không xài con Vezorka luôn. Tại vì tại tháp nó chênh chiến rất nhiều ấy. Cho con Vezorka vào là cũng không lên được nên mình rút ra luôn. Hiện tại mình đang tầng 140 này. À này mình lạp trăm tròn nhá. Hiện tại đang top 3 server 4. Đây tầng 139 này. Top 4 136. Top 2 146. Đây bài lực chiến 7 triệu này. Bạn top 4 lực chiến 6 triệu này. 6 triệu hay 8 triệu nhỉ? À 6 triệu em ơi. Đây bạn thu lâm gần 8 triệu này. Top 6 5 triệu 3 này. Tầng 134. Tính ra cái bạn top dưới 5 triệu 3 leo cũng khá cao đấy. Mình 5 triệu 2 139. Đây là trận hình mình nhá. Con này búp sát thương bạo cho con Atu này. Hai con tanker này. Con này búp du bù này. Con này gom quái bao này. Còn con Azorka mình không xài nhá. Giờ cho vào ấy. Nó lên chém ba cái chết lên ấy. Mình cho về luôn. Đây, kể cả mấy con tanh này nó chém cũng tầm ở bao nhát là chết thôi. Đấy, rất là nhanh em ơi. Thế Atu nó quay một vòng chết luôn. Nếu Atu mà sống được quay thêm vòng nữa là qua. Tầng này chắc là mình phải kẹt mấy ngày mới qua được. Thế ngày mai anh em dân chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy. Thôi game mình xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.